Trong 5 đến 10 năm tới, tình hình khu vực và thế giới dự báo tiếp tục có những biến chuyển phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thách thức an ninh truyền thống như tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, bất ổn chính trị ở nhiều nước, những mối đe dọa an ninh phi truyền thống như nạn khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh và thảm họa thiên tai diễn ra với cấp độ và quy mô ngày càng tăng. Xu hướng liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 diễn ra tại Hà Nội đã đưa ra những dự báo về tình hình khu vực và thế giới, những thách thức an ninh chính trị, những thay đổi chiến lược về kinh tế trong nước cũng như trên thế giới. Từ đó xác định tư duy mới, cách làm mới trong công tác đối ngoại trong 5 đến 10 năm tới, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 về công tác đối ngoại. Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Hội nghị Ngoại giao 29, hội nghị quan trọng nhất của ngành ngoại giao được tổ chức 2 năm một lần, vừa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội. Đánh giá lại kết quả của hội nghị cũng như là những nhiệm vụ thách thức đặt ra đối với công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, đó là nội dung của chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả hai vị khách mời của chương trình là hai vị đại sứ, những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Xin được giới thiệu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam tại Indonesia ông Hoàng Anh Tuấn. Xin cảm ơn hai vị đại sứ đã đến tham dự chương trình. Thưa các đại sứ, đánh giá về bối cảnh thế giới cũng như là các xu hướng về an ninh chính trị hay là xu hướng về hợp tác kinh tế thì các ông có quan điểm như thế nào và những diễn biến này sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam ạ? Xin hỏi Thứ trưởng Phạm Quang Vinh. Đối với tôi chắc là trước hết chúng ta nhìn thấy một cái sự chuyển biến rất nhanh của tình hình và cục diện quốc tế. Nó có rất nhiều những cơ hội, đặc biệt là những cơ hội mở rộng cho hợp tác cả về chính trị, an ninh và kinh tế. Nhưng đồng thời cái diễn biến nhanh, cái cạnh tranh quyết liệt các nước lớn, đồng thời các cái thách thức toàn cầu mà nhiều chiều, nó cũng đặt ra rất nhiều những cái thách thức rủi ro. Do đó là trong cái hội nghị lần này chúng tôi phải đánh giá được đâu là cơ hội, đâu là thách thức và đặt vị trí Việt Nam ở đâu trong cái cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh chóng như vậy. Tôi cũng xin chia sẻ ý kiến của đại sứ Phạm Quang Vinh. Rõ ràng chúng ta đang sống trong một cái thế giới là đang biến chuyển rất nhanh, đang biến chuyển hết sức sôi động và đang có nhiều cái diễn biến bất ngờ. Thì ngoài những cái diễn biến mà như đại sứ Phạm Quang Vinh đã nói thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh thêm một điểm, tức là chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Thế cho nên là những cái biến động bên ngoài thì nó tác động nhanh, tác động trực tiếp đối với cả cái môi trường an ninh chiến lược của chúng ta, tác động đến cái phát triển của chúng ta, tác động đến cái việc triển khai các cái đường lối đối ngoại của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải có những đánh giá hết sức kỹ lưỡng về các cái tác động nhiều chiều này để làm sao mà cái bước triển khai của chúng ta, cái đường lối vạch ra thì đã có rồi. Thế và chúng tôi thấy rằng cái đường lối này là hết sức đúng đắn. Thế nhưng mà cái chuyện triển khai như thế nào thì các nhà ngoại giao cần phải ngồi bàn lại kỹ hơn. Và đây là một trong những mục đích của hội nghị ngoại giao 29 lần này. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, hội nghị ngoại giao 29 là hội nghị quan trọng nhất của ngành ngoại giao sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12. Với vai trò là trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại một nước lớn đó là Hoa Kỳ, vậy thì ông đánh giá như thế nào về những đổi mới của công tác đối ngoại được thể hiện ở hội nghị ngoại giao lần này ạ? Trước hết thì hội nghị ngoại giao này đúng như nói là ngay sau Đại hội 12. Và Đại hội 12 có những quyết sách rất quan trọng cả về phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc cũng như là cái chủ trương hội nhập chủ động, tích cực và toàn diện. Thế thì chính những cái này đặt cho cái cả ngành ngoại giao cũng như cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ làm sao phải thấm nhuần được như đó, soi vào cái quan hệ song phương, soi vào cái quan hệ của ta với tất cả các nước và cái chuyển động ở trên khu vực để thấy đâu là cái chỗ đứng tốt nhất cho Việt Nam, đâu là làm sao chúng ta có thể tranh thủ được tất cả quyền lực. Chẳng hạn như với Hoa Kỳ chẳng hạn, Hoa Kỳ là một nước lớn. Thế thì cái việc Việt Nam có cái khuôn khổ hợp tác ổn định lâu dài với tất cả các nước, các quốc gia láng giềng và nhiều nước trên thế giới là rất quan trọng. Thế thì cái việc củng cố cái khuôn khổ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ cũng rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là Hoa Kỳ có nhiều những cái lợi thế mà ta cần phải tranh thủ để phục vụ cho cả phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động hội nhập, nó thách thức nhiều lắm. Làm sao Việt Nam với vị thế đang lên như thế này nhưng đồng thời còn là nước chưa phát triển lắm mà lại hội nhập vào trong đó. Như anh Tuấn có nói là tranh thủ được cơ hội nhưng hạn chế được mặt thách thức là điều cực kỳ quan trọng. Hội
Hội nghị ngoại giao 29 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến lợi ích về an ninh và phát triển của Việt Nam. Nhận định về những thách thức an ninh chính trị và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các nhà ngoại giao và các chuyên gia trong phóng sự sau đây. Những tranh chấp chủ quyền và căng thẳng gia tăng trên Biển Đông được đánh giá là thách thức đáng lo ngại nhất đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Cộng đồng quốc tế và ASEAN nói chung rất quan tâm đó là những cái tình hình căng thẳng, những cái diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, nhất là trong 2-3 năm vừa qua. Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải đó là một cái nhu cầu chung không phải chỉ của các nước trong khu vực mà của các nước trên thế giới, của các nước bên ngoài khu vực. Do đó tất cả các nước đều có trách nhiệm là đóng góp vào việc đảm bảo cái duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Căng thẳng trên Biển Đông, bất ổn chính trị ở nhiều nước, những mối đe dọa an ninh phi truyền thống như nạn khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh và thảm họa thiên tai. Thêm vào đó là sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thế giới. Tất cả tạo ra những thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Rất nhiều những cái khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành ngoại giao, cũng như là đặt ra đối với mỗi đại sứ tại từng nước để làm thế nào mà đưa cái quan hệ giữa Việt Nam với từng cái nước như vậy đi vào thực chất và hiệu quả nhằm đảm bảo đáp ứng được cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta. Trước những thời cơ và thách thức trong tình hình mới, mục tiêu đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc đã được nhấn mạnh trong văn kiện nghị quyết 12 của Đảng như là kim chỉ nam và nguyên tắc của công tác đối ngoại. Nghị quyết của Đại hội 12 đấy, một trong những nguyên tắc được nêu ra là phải đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Tất cả mọi cái kế hoạch, mọi cái chủ trương, mọi cái quyết sách đấy thì phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc. Do đó tôi nghĩ rằng đây sẽ làm cái nguyên tắc mà các cái cán bộ, các cái cơ quan ngoại giao đối ngoại của Việt Nam sẽ phải quán triệt sâu sắc. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 187 nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 25 nước trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn và các nước láng giềng quan trọng. Với vị trí địa chính trị chiến lược của mình ở khu vực Đông Nam Á, ngoại giao Việt Nam phải hết sức khôn khéo để không bị cuốn vào những mâu thuẫn và cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Việt Nam luôn kiên định thực hiện đường lối ngoại giao độc lập tự chủ trên các nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến và làm bạn với tất cả các nước. Chúng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm và chúng ta không để cho bất cứ lực lượng nào có thể lôi kéo chúng ta vào những cái cạnh tranh. Bởi vì chúng ta thực hiện đường lối của chúng ta là độc lập, tự chủ. Và kinh nghiệm của chúng ta là chỉ thực hiện đường lối độc lập, tự chủ thì chúng ta mới đảm bảo được cái độc lập của chúng ta, cái chủ quyền của chúng ta và chúng ta không bị lôi kéo vào bất cứ một cái liên minh quân sự nào. Thưa các đại sứ, liên quan đến vấn đề Biển Đông thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã nhấn mạnh rằng tất cả các nước đều phải có trách nhiệm duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông. Sự nhạy bén của các nhà ngoại giao trong hợp tác và đấu tranh là rất quan trọng. Vậy quan điểm của các đại sứ như thế nào từ góc độ các địa bàn hoạt động của mình ạ? Cho ASEAN nhỉ? Vâng ạ, xin trước hết dành cho đại sứ Hoàng Anh Tuấn ạ. Thì từ cái địa bàn của Indonesia là một cái nước mà lớn ở trong khu vực, là một cái thành viên trong ASEAN, chúng tôi thấy thế này là rõ ràng là những cái diễn biến trong cái thời gian qua chúng ta càng ngày càng thấy Biển Đông không chỉ là cái vấn đề mà liên quan trực tiếp đến cái an ninh phát triển, liên quan đến cái việc là đảm bảo môi trường hòa bình ổn định của Việt Nam, mà đối với cả các cái nước ở trong khu vực thì cái Biển Đông càng ngày càng là cái vấn đề quan trọng. Vấn đề Biển Đông thì nó liên quan đến cái an ninh, đến cái hòa bình ổn định của các nước ở trong khu vực nữa. Thế và các nước ở ngoài khu vực thì họ càng ngày càng thấy là cái lợi ích trong cái việc duy trì đảm bảo cái hòa bình an ninh ổn định ở Biển Đông này gắn trực tiếp với cả cái lợi ích của các nước lớn. Thế thì rõ ràng là cái Biển Đông không chỉ là một cái vấn đề là của một nước, không chỉ là vấn đề khu vực mà trở thành một vấn đề toàn cầu. Tôi nhất trí với ý kiến của đại sứ Hoàng Anh Tuấn là hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông là cực kỳ quan trọng và là lợi ích của tất cả các nước. Nhưng để làm được cái việc đó thì chắc chắn là phải dựa trên luật pháp quốc tế. Nước lớn, nước nhỏ cũng phải tuân thủ cái luật pháp quốc tế. Cái điểm thứ ba nữa là
ta phải tranh thủ hết sức cái hợp tác của tất cả các nước có lợi ích đây, mà nòng cốt là ASEAN, cộng với những đối tác của ASEAN, để làm sao cùng nhau kiềm chế, không làm phức tạp hơn tình hình, bảo đảm luật pháp quốc tế, tôn trọng cái DOC và tiến tới cái COC. Đây là điều rất quan trọng. Thế thì cái môi trường hòa bình an ninh ở đây nó gắn cả với khu vực, gắn cả với ta và cả cái công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Dạ vâng ạ. Thưa hai vị đại sứ, sự đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của ASEAN. Tuy nhiên, do vấn đề về Biển Đông nên giữa các nước ASEAN có đôi lúc xảy ra sự bất đồng và ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả Hiệp hội ASEAN. Vậy thưa hai vị đại sứ, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Biển Đông là cái vấn đề, những trước là đại sứ Phạm Quang Vinh và tôi cũng đã nói, đây là cái vấn đề liên quan đến lợi ích tất cả các nhiều nước. Thế thì cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn thì nó đa chiều, nó đan xen với nhau và nó cũng tạo ra những cái quan điểm khác nhau trong cái vấn đề Biển Đông. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự khác nhau trong quan điểm không chỉ ở trong ASEAN mà các tổ chức khác nó là bình thường. Thế tuy nhiên, nếu như cái quan điểm nó khác biệt đến cái mức là không dựa trên cái cơ sở luật pháp quốc tế, nó ảnh hưởng đến cái lợi ích của các quốc gia khác, thì cái lợi ích quốc gia này cần phải xem lại để làm sao mà đạt được cái sự đồng thuận trên những cái quan điểm là quan trọng nhất. Thế và đây là cái điểm mà ASEAN đã làm được và đã thành công. Chúng ta thấy là mặc dù có những quan điểm khác nhau, nhưng cuối cùng là qua các cái hội nghị ASEAN gần đây nhất thì ASEAN vẫn ra được cái tuyên bố chung, và trong cái tuyên bố chung đấy thì đều nhấn mạnh đến cái việc là duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở Biển Đông. Thế và cái việc đảm bảo hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực này dựa trên cái cơ sở luật pháp quốc tế. Tôi muốn bổ sung thêm một chút, tôi cũng có thời gian làm ASEAN. Thì nhìn ASEAN và vai trò của nó, tôi nghĩ rằng là nhất là trong vấn đề Biển Đông có ba cái điểm rất quan trọng ở đây. Thứ nhất là ASEAN tạo ra những diễn đàn và khuôn khổ hợp tác để tất cả các nước có liên quan và đặc biệt các nước lớn cùng vào trong một cái cuộc chơi, trong một cái sân chơi, gắn kết hợp tác với nhau. Cái thứ hai nữa là ASEAN định hướng ra những cái khuôn khổ chuẩn mực và cách ứng xử ở khu vực, trong đó có xây dựng với Trung Quốc cái tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông. Cái thứ ba nữa là ASEAN nói lên được cái tiếng nói của nước nhỏ. Nếu không có ASEAN thì chỉ có nước lớn thôi. Và nước nhỏ quan trọng nhất như đại sứ Hoàng Tuấn nói, đó là luật pháp quốc tế. Thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng là này, những cái ASEAN đã làm được và thực sự họ đã làm được như vậy là rất quan trọng. Còn đôi lúc này khác có những cái cọ sát để mà tiến tới thì nó là chuyện bình thường. Đến nay, Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã vận động được 64 nước công nhận quy chế kinh tế thị trường, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với Liên minh châu Âu, với Liên minh kinh tế Á Âu, với Hàn Quốc và đặc biệt là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong các liên kết kinh tế khu vực và liên khu vực. Các hiệp định FTA mới mở khi có hiệu lực trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và ODA. Thưa hai vị đại sứ, rõ ràng là vai trò của ngoại giao kinh tế cũng là rất là quan trọng. Bản thân các đại sứ cảm nhận như thế nào về vai trò nhiệm vụ của mình để giúp cho Việt Nam có thể tận dụng được nhiều những cái lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ạ? Chắc chắn là câu chuyện mà chúng ta muốn đề cập đến đây phải có TPP đúng không ạ? Vai trò ngoại giao đối với kinh tế thì bây giờ chúng ta đang có những cái phát triển rất mới về chủ trương của Đảng và quan điểm của Đảng và nhà nước chúng ta. Đó là chúng ta chủ động hội nhập, đặt mình trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của thế giới và lựa chọn được cái vị trí ưu tiên nhất cho Việt Nam để có thể tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Cái này là cái khó. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc thực hiện cái đường lối đổi mới, cái tiếp tục tái cơ cấu và xây dựng cái chính phủ kiến tạo mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đề ra, nếu chúng ta làm được cái điều này và chuẩn bị sẵn sàng cho các doanh nghiệp của chúng ta những cái năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh thì đã là một cái điều kiện rất quan trọng và có tính quyết định. Cái thứ hai, đối với bên ngoài, tranh thủ thị trường, tranh thủ điều kiện khoa học kỹ thuật, tranh thủ điều kiện công nghệ để đưa vào Việt Nam một cách tối ưu nhất và tranh thủ những nguồn lực từ ODA, những nguồn lực viện trợ thì cái đó vẫn phải tiếp tục làm. Thì đối với địa bàn chúng tôi thì làm sao là duy trì Hoa Kỳ là cái địa bàn mà xuất khẩu quan trọng và có giá trị lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là duy trì được cái mức độ mà tăng trưởng hàng năm lâu nay là 19-20% mỗi một năm về cái kim ngạch thương mại giữa hai nước, và nếu hơn được thế 20-25% thì càng tốt. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa đại sứ Hoàng Anh Tuấn, 1 tháng 1 năm 2016 thì cộng đồng ASEAN đã chính thức ra đời rồi, và trong đó thì có cộng đồng kinh tế cũng là một trụ cột vô cùng quan trọng. Việt Nam và Indonesia là hai nước thành viên cộng đồng đó. Kinh nghiệm thực tế từ địa bàn của ông, tận dụng những cơ hội như thế nào từ các hiệp định thương mại tự do? Cộng đồng kinh tế ASEAN thì nó tạo ra một cái khuôn khổ để chúng ta thúc đẩy cái hợp tác thương mại của chúng ta
với không chỉ Indonesia mà các nước ở trong khu vực. Cái xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các cái thị trường Đông Nam Á, thị trường ASEAN là hết sức quan trọng. Thì trong ASEAN rõ ràng chúng ta thấy Indonesia là một cái địa bàn điền lớn. Indonesia là nước mà có 260 triệu dân là thành viên của G20. Thế nhưng ở đây cũng phải nói thật là cái tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và Indonesia là có, là rất lớn. Thế nhưng mà cái mức độ khai thác thì chưa được nhiều. Cái thương mại giữa Việt Nam và Indonesia hiện nay là mới 5,4 tỷ đô la. Thì nó còn thấp rất nhiều so với cả tiềm năng của hai nước. Thế cho nên là giữa hai nước thì còn rất nhiều các cái tiềm năng, còn rất nhiều các cái khoảng trống để thúc đẩy. Thế và cái nhiệm vụ của sứ quán chúng tôi là tìm cách tăng cái kim ngạch thương mại lên là càng nhiều càng tốt. Tôi muốn thêm một ý rằng là cái chủ động hội nhập về kinh tế và tham gia các cái khu vực mậu dịch thương mại tự do, nó không chỉ tạo cho cái không gian và cái vị thế kinh tế của Việt Nam, mà nó còn tạo ra cái không gian và vị thế chiến lược của Việt Nam. Như vậy nó sẽ phục vụ cả môi trường an ninh và môi trường kinh tế cho Việt Nam. Thưa quý vị, trong 5 năm qua, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tăng cường liên kết quốc tế cũng như là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Hội nghị Ngoại giao 29 là hội nghị của quyết tâm hành động, đánh dấu bước đổi mới toàn diện về tư duy trong công tác đối ngoại, mà đặc biệt là thay đổi tư duy về ngoại giao phục vụ phát triển. Phát biểu trước các nhà ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, với quan hệ gần 200 nước và 90 cơ quan đại diện ở nước ngoài, ngành ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới phải lấy ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm với những hành động thiết thực. Ngoại giao kinh tế của Việt Nam phải bao gồm cả khoa học, kỹ thuật, lao động và du lịch. Mỗi nhà ngoại giao sẽ cần hành động thiết thực và mạnh mẽ hơn nữa, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất nước. Từ vai trò tham mưu, mỗi nhà ngoại giao Việt Nam giờ đây phải trở thành những nhà ngoại giao kiến tạo, hành động và phục vụ một chính phủ kiến tạo phát triển. Thưa các đại sứ, tư duy mới về ngoại giao, ngoại giao kiến tạo và ngoại giao phục vụ phát triển đã được quán triệt từ các cơ quan ngoại giao cũng như là các vị đại sứ như thế nào trong hội nghị lần này ạ? Thưa đại sứ Phạm. Thứ nhất, đối với tôi, ngoại giao kiến tạo trước hết phải dựa trên cái chủ trương hội nhập và cái chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước Việt Nam và đặc biệt là của Đại hội 12. Thì muốn từ cái đó thì chúng ta mới, thứ nhất là phải kiến tạo ra một cái môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển của Việt Nam. Và muốn làm được đó thì phải đặt cái ngành ngoại giao đồng hành, như anh Hoàng Anh Tuấn nói là đồng hành cùng với đất nước và cùng với tất cả các bộ ngành. Cái thứ hai là phải kiến tạo ra những đối tác ổn định và ủng hộ Việt Nam, hợp tác với Việt Nam. Cái thứ ba nữa là phải kiến tạo ra được những cái khuôn khổ mà Việt Nam nằm trong đó, đặc biệt là những cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và những cái hợp tác, những cái khuôn khổ ổn định để chúng ta trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi và theo cái chuẩn mực luật pháp. Nhưng trong tất cả những cái kiến tạo đó thì phải kiến tạo cho con người và cái cơ chế nó đáp ứng đủ cái chủ trương và cái đường hướng hội nhập mới của Việt Nam. Ngoại giao của chúng ta trước, từ cái hội nghị ngoại giao 28 mà trở về trước ấy, thì anh Vinh thì chắc là cũng nắm rất rõ, tức là chúng ta từng nêu có một cái chủ đề quan trọng thảo luận, đấy là ngoại giao phục vụ kinh tế. Nhưng là từ cái hội nghị 29 này thì có một cái chủ đề, tức là ngoại giao phục vụ phát triển. Thì cái phát triển là nó lớn hơn, tức là hiểu ở mấy cái điểm như này, là các nhà ngoại giao, ngành ngoại giao đồng hành cùng với đất nước trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp, phát triển của các địa phương, phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Và hội nhập quốc tế là cái nhiệm vụ lớn, là cái trọng tâm hoạt động của các nhà ngoại giao. Thịt bò Hitachi của tỉnh Ibaraki, hồng không hạt của tỉnh Wakayama. Những đặc sản này được các địa phương của Nhật Bản đưa đến giới thiệu với các địa phương của Việt Nam. Trong vài năm gần đây, nhiều địa phương của Nhật Bản như tỉnh Wakayama, Fukuoka, Kanagawa, Ibaraki đã tổ chức các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ở cấp địa phương. Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức cho doanh nghiệp sang thăm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Hiện chúng tôi có kế hoạch duy trì hoạt động này trong cả hai năm 2016 và 2017. Có những thống đốc sang, họ say sưa với Việt Nam, họ lập hẳn những khu công nghiệp của tỉnh ở Việt Nam. Ví dụ như là thống đốc của tỉnh Kanagawa đã lập một khu công nghiệp ở Hưng Yên, thống đốc của Saitama cũng lập một khu công nghiệp ở Đồng Nai, vân vân. Và những cái hoạt động tiếp diễn như vậy sẽ liên tục. Thì nó có tác dụng rất là mạnh để thúc đẩy các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của các địa phương vào Việt Nam.
Hiện nay, gần 50 tỉnh thành phố của Việt Nam có sở ngoại vụ. Các cơ quan ngoại vụ đã tạo dựng và góp phần phát triển quan hệ giữa các tỉnh thành của Việt Nam với các nước hay các địa phương của các nước. Trong 2-3 năm vừa qua, các địa phương của Việt Nam và của các nước đã ký kết gần 300 văn bản hợp tác. Đặc biệt, về lĩnh vực kinh tế, các sở ngoại vụ đã kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài để thúc đẩy đầu tư, kết nối các địa phương và doanh nghiệp. Hiện nay, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái điển hình trong cái việc cho sự thành công của cái việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao. Không nhất thiết là làm những cái hội nghị lớn mà chúng tôi tổ chức cho lãnh đạo thành phố đến trực tiếp tại các doanh nghiệp lớn để trực tiếp gặp gỡ cái ban lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn để kêu gọi họ giới thiệu tiềm năng của thành phố và kêu gọi họ đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại giao là cái người mà phát hiện ra thời cơ và thúc đẩy các bộ các ngành để đi theo cái thời cơ nó tạo ra đó để tạo ra những cái cú hích lớn trong quan hệ giữa trên các lĩnh vực khác nhau. Thì đấy là cái vai trò của ngoại giao trong phục vụ phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc tham mưu phát hiện ra thời cơ, ngoại giao Việt Nam cần phải thể hiện quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn nhằm giúp mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ quá trình phát triển và hội nhập của đất nước. Như phóng sự vừa rồi chúng ta có theo dõi thì có thể thấy được cái hiệu quả hợp tác giữa nhiều địa phương của Nhật Bản với Việt Nam. Và đây là một trong những cái nỗ lực rất là lớn của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản. Vậy thì với hai địa bàn của hai vị đại sứ ở đây là Hoa Kỳ và Indonesia thì chúng ta đang có những cái hoạt động như thế nào để thúc đẩy cái sự hợp tác giữa các địa phương của nước sở tại và Việt Nam ạ? Đối với Hoa Kỳ, không chỉ giữa các địa phương với nhau mà chính các viện, các cơ sở kinh tế nghiên cứu khác nhau cùng liên kết với các cái sở nghiên cứu, các trường đại học, các bệnh viện hay là các cái trung tâm công nghệ của các bang của Mỹ thì chúng ta sẽ tranh thủ được cái khoa học công nghệ của nước Mỹ. Cái đó là rất quan trọng. Chẳng hạn như về giáo dục chẳng hạn, chúng ta có cái quan hệ với hơn 100 trường đại học của Mỹ. Đây là một cái nguồn rất quan trọng. Đồng thời trong cái cuộc chơi ở nước Mỹ, nhất là về kinh tế thương mại thì nó có nhiều nhóm lợi ích và rất hay có những tranh chấp thương mại. Cho nên ta phải hiểu luật chơi và đồng thời ta phải sẵn sàng ứng phó với những cái đó. Và chính cơ quan đại diện là người sẽ phải phát hiện những cái thông tin như vậy và khi có vấn đề thì cùng với nhà tìm cách tháo gỡ. Vâng ạ, đó là vấn đề của Hoa Kỳ. Vậy còn đối với Indonesia thì sao? Như đại sứ có nói là hiện nay kinh mạch thương mại song phương mới chỉ dừng ở mức là 5,4 tỷ đô la Mỹ. Và tôi được biết rằng là hai nước đặt mục tiêu đến năm 2018 nâng con số đó lên 10 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì chắc chắn ở đây phải có cái sự tăng cường ngày càng nhiều hơn nữa sự hợp tác giữa các địa phương của Indonesia với Việt Nam. Cái địa bàn Indonesia nó cũng có cái đặc thù riêng, tức là cái hợp tác địa phương của Việt Nam với cả các cái địa phương của Indonesia thì đang phát triển nhưng mà nó chưa phát triển ở cái mức như chúng ta mong muốn. Thì cái nơi mà thúc đẩy cái hợp tác địa phương thì cũng chỉ đến một trên đầu ngón tay, ví dụ như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với cả Palembang, giữa Hà Nội với thành phố Jakarta, giữa Hải Dương với cả tỉnh Surabaya của Indonesia. Thế còn các cái địa phương khác thì chưa có cái phát triển nhiều, thì đấy là cái đặc thù của Indonesia. Thế nhưng mà có một cái đặc thù khác ấy, là cái doanh nghiệp của Indonesia hiện nay là hết sức quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là sau khi cái việc đàm phán về TPP đã kết thúc thì họ nhìn thấy là cái sự hấp dẫn của Việt Nam không chỉ là một cái thị trường đang lên, thị trường mới nổi, một thị trường lớn mà nhìn Việt Nam là một cái thành viên của TPP. Thế thì họ nhìn thấy đây là một cái cơ hội và thúc đẩy cái đầu tư vào Việt Nam. Thế và chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ cái đầu tư mà tăng lên ấy, thì quan hệ thương mại, quan hệ khác mà liên quan đến kinh tế thì cũng sẽ tăng một cách tương ứng. Trong cái tình hình mới, những đòi hỏi mới của đất nước thì chúng tôi phải vươn mình hơn nữa để mà làm sao cái công tác ngoại giao, các cơ quan đại diện phục vụ trực tiếp hơn, đáp ứng đúng hiệu quả hơn các cái đòi hỏi của đất nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Năm nay với đổi mới một cái tư duy toàn diện với tất cả các mặt, thì chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch, vân vân với phía Đức. Cái này rất là phù hợp với tinh thần ngoại giao. Chúng tôi có rất nhiều cái nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm đấy là ngoại giao phục vụ phát triển. Cái nhiệm vụ thứ hai nữa là thúc đẩy cái giao lưu nhân dân. Tôi nghĩ cái này, cái mà đây là cái điều hết sức quan trọng. Cái quan hệ
muốn tốt đẹp thì phải xây dựng trên cơ sở tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Đối với lại ngoại giao đa phương thì muốn đóng góp được vào với lại đời sống quốc tế thì chúng ta cũng phải đòi hỏi là có những cái nguồn lực nhất định. Thế trong khi về kinh tế của chúng ta thì cũng còn có nhiều hạn chế. Thế về nguồn lực con người chúng ta cũng còn có những cái hạn chế. Thế thì chúng ta phải làm sao để mà phát huy được cái trí tuệ Việt Nam, phát huy được cái bản lĩnh, bản sắc của Việt Nam để có được những cái sáng kiến tốt nhất để có thể đóng góp vào việc giải quyết những cái vấn đề chung của quốc tế. Mục tiêu cao nhất của đất nước chúng ta trong giai đoạn sắp tới đó là làm sao duy trì được cái môi trường hòa bình ổn định của đất nước, đồng thời bảo vệ được vững chắc cái độc lập chủ quyền của chúng ta. Thưa hai vị đại sứ, thách thức càng nhiều thì nhiệm vụ sẽ càng lớn. Đại sứ trong thế kỷ 21 thì vừa phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, lại kiêm là một nhà kinh tế, một nhà học giả, rồi nhà xúc tiến đầu tư và cũng là nhà văn hóa Việt Nam nữa. Vậy các đại sứ suy nghĩ như thế nào về những cái nhiệm vụ rất là nặng nề này của mình ạ? Có thể tạm gọi là như vậy ạ. Thưa đại sứ Phạm Công. Đối với tôi thì trước hết mình phải nắm được nhiệm vụ, tức là những cái định hướng chủ trương của Đảng. Và cái thứ hai là phải nắm rất chắc cái địa bàn của mình. Cơ quan đại diện không thể làm việc tách rời với các cơ quan trong nước, vừa làm anten về thông tin, vừa tiến hành tham mưu để cho nó sát với địa bàn, đồng thời là kiến nghị các cái biện pháp triển khai và đưa vào thực hiện ở địa bàn. Thì chúng tôi cho rằng cái thách thức đó là cái thách thức rất lớn khi mà đất nước phát triển sang giai đoạn mới mà lại hội nhập ở giai đoạn mới cao hơn. Tức là tôi cũng chia sẻ ý kiến của đại sứ Phạm Quang Vinh, thế nhưng mà tôi cũng thấy thêm một số cái. Tức là khi mà đất nước của chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng thì người xác định rằng là ở đâu có người Việt Nam, ở đâu có du khách Việt Nam, ở đâu có sinh viên Việt Nam, ở đâu có đầu tư Việt Nam là ở đấy có lợi ích của Việt Nam. Ở đâu có lợi ích của Việt Nam thì ở đó là có cái hoạt động của các nhà ngoại giao phải bảo vệ tốt nhất lợi ích của Việt Nam, thúc đẩy cái lợi ích của Việt Nam, thúc đẩy cái hình ảnh của Việt Nam. Thế thì với những cái nhiệm vụ như thế thì tôi nghĩ là càng ngày càng lớn vì cái lợi ích của chúng ta là ngày càng mở rộng. Thế cái điểm thứ hai đó là chúng ta cũng thấy là cái thời đại ngoại giao kỹ thuật số, thế cho nên là cái thông tin, cái tác động, các cái hoạt động của chúng ta là diễn biến rất nhanh và tác động trở lại, tức là đối với cả địa bàn thì địa bàn nó cũng theo dõi rất kỹ là cái hoạt động của đại sứ Phạm Quang Vinh, hoạt động của chúng tôi ở trong nước. Thì hiện nay là tất cả các phương tiện đại sứ làm gì, đại sứ làm không, đại sứ làm thế nào thì cũng đều được các cái phương giám sát kỹ, giám sát kỹ. Cho nên là chúng tôi tất nhiên là không phải là chờ cái giám sát này thì chúng tôi mới hoạt động. Thế nhưng mà chúng tôi là càng thấy là mình phải có cái trách nhiệm nhiều hơn để đáp ứng cái đòi hỏi, đáp ứng cái sự phát triển của đất nước. Thì cái này là các nhà ngoại giao là phải không ngừng nâng cao cái năng lực của mình, không ngừng nâng cao cái tri thức và cái sự hiểu biết của mình để có thể đáp ứng được tốt nhất cái đòi hỏi của công việc và cái lợi ích của quốc gia. Phát huy được cái văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam và giá trị Việt Nam là một cái sức mạnh mềm rất quan trọng. Và nếu như đối với nước Mỹ, người ta nghe nói Việt Nam, đặc biệt Việt Nam đổi mới, Việt Nam lại chuẩn bị vào TPP, hào hứng lắm. Dạ vâng ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chúc hai vị đại sứ có sức khỏe và sẽ tiếp tục hoàn thành được những nhiệm vụ của mình trong công tác đối ngoại của đất nước trong thời gian sắp tới ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, 29 hội nghị ngoại giao Việt Nam đã được tổ chức bắt đầu từ hội nghị đầu tiên vào năm 1957, đều gắn với những bước phát triển của cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu những bước phát triển mới trong tư duy, hành động của ngành ngoại giao. Trong bối cảnh nhiều thời cơ nhưng cũng có rất nhiều thách thức như hiện nay, thì ngành ngoại giao càng chứng tỏ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như là huy động tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước. Và chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.